Dạ bác Tám, thí dụ từ ngày mà lên ý tưởng là tới giờ phút này là bao lâu rồi bác Tám? Nay cũng 5 tháng à. 5 tháng. Quay sao bác? Rồi về công tác mình chuẩn bị những cái lưu đó là mình có như mình làm là mình làm trước là hay là cái lưu nguyên chất mình cái cắt ra bác Tám? Nguyên chất, còn cái di giải nó tất cả cái gì mình phải làm sau này mà làm nay cũng phải là trên 3 tháng á. Dạ. Trên 3 tháng chơi bạn vẽ hết mà. Có thiết kế hết chưa? Vậy đây là đôi rồng độc nhất của Tân Bình Hiệp mình rồi. Cả Việt Nam luôn chưa có. Cả Việt Nam luôn chưa có. Rồng bá nhưng mà rồng bằng lưu chỉ có Việt Nam chỉ có mình có thôi. Tôi kia đăng ký. Xin chào tất cả quý vị, trước mắt quý vị là một đôi rồng không chỉ độc đáo nhất của Bình Dương mà là độc đáo nhất cả Việt Nam. Trong cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn năm 2024 quý vị, năm nay chủ đề năm mới là con rồng, một sinh vật trong huyền thoại. Và trở lại phường Tân Bình Hiệp của thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một đôi rồng rất độc đáo. Bởi vì đôi rồng này vừa có kích thước khủng, vừa được làm từ những sản phẩm truyền thống của tỉnh Bình Dương, đó là những chiếc lu của làng nghề gốm sứ rất nổi danh tại Bình Dương. Và khi nhắc đến Bình Dương thì chúng ta không thể nào bỏ qua, đó chính là làng nghề gốm sứ Lái Thiêu. Tại vùng đất phương Nam của chúng ta thì có 3 làng nghề gốm sứ truyền thống nổi danh, đó chính là gốm sứ Lái Thiêu, gốm sứ Cây Mai và gốm sứ Biên Hòa. Và mỗi khi mà nhắc đến gốm sứ Lái Thiêu thì chúng ta thường nhớ đến những sản phẩm rất thông dụng trong đời sống hàng ngày, từ tô, chén, dĩa, lu, sành, sứ. Thì làng nghề truyền thống Lái Thiêu đã có tuổi đời khoảng là hơn 100 năm rồi quý vị. Thì khoảng giữa thế kỷ 19 đó quý vị, thì làng nghề gốm sứ Lái Thiêu đã bắt đầu hình thành và phát triển. Và quay trở lại câu chuyện về đôi rồng, thì quý vị thấy ha, đôi rồng này được làm từ những sản phẩm thủ công và làm được hoàn toàn bằng tay quý vị. Thì những chiếc lu lớn được kết nối trở thành thân của con rồng, và sau đó là người nghệ nhân thêm thắt những chi tiết như là những chiếc vẫy được làm bằng những chiếc chậu nhỏ quý vị. Như vậy là tổng thể toàn bộ cái hai cái linh vật này được làm từ hàng ngàn chiếc lu lớn nhỏ. Đặc biệt là linh vật này làm cái phần đầu và đầu của con rồng quý vị nhìn rất là có cái linh hồn quý vị, nhìn rất là sắc sảo quý vị ha. Thì hiện tại thì công trình này vẫn chưa hoàn thành, thì ngày mai tức là ngày 16 âm lịch và ngày sẽ là ngày mà đôi rồng này sẽ được khánh thành. Và có thể là ngày mai quý vị đến đây xem thì nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì hiện tại thì chi tiết vẫn còn thiếu, thiếu chân nè, còn thiếu vẫy nữa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan một trong những đôi rồng độc đáo nhất của Việt Nam, chuẩn bị chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Rồi quý vị thấy ha, đây là những cái lu nữa quý vị, cái lu mà mình dùng để đựng nước hàng ngày quý vị, hoặc là mình ủ mắm ha, hoặc là mình làm những cái chứa nước trong gia đình mình quý vị. Thì ở đây thì làng nghề nè, họ cắt tỉa cái lu này và họ ráp lại thành cái thân của con rồng đó quý vị ha. Thì đây là sản phẩm này chưa hoàn thiện nha quý vị, thì bởi vì còn gắn cái vảy rồng nữa, rồi đôi chân của rồng đó quý vị. Cho nên là ngày mai thì quý vị sẽ đến thăm được là một cái sản phẩm toàn diện hoàn thiện của cái đôi rồng này. Đó, thì đây là sản phẩm mà bác Tám nói là sẽ trưng bày trong một khoảng thời gian dài, chứ không phải là trưng bày trong mùa Tết quý vị ha. Cho nên là quý vị có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng đôi rồng độc lạ nhất của Việt Nam mình. Rồi, ở bên trong là cốt thép quý vị ha. Trong bên trong là được cốt thép hà rất là chắc chắn quý vị. Và thưa quý vị, nhắc đến địa danh Tân Bình Hiệp là chúng ta nhớ đến một làng nghề sơn mài truyền thống rất nổi tiếng trên cả nước quý vị. Thì làng nghề sơn mài truyền thống này được kế tục và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thì những sản phẩm sơn mài ở làng nghề Tân Bình Hiệp từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước về chất lượng và sự tinh xảo, sự nhẹ nhàng. Những sản phẩm ở đây thì mang đậm phong cách Á Đông nha quý vị. Trong những năm thập niên năm 1980, năm 1990 là thời kỳ vàng son của làng nghề sơn mài Tân Bình Hiệp quý vị.
Thì ngày hôm nay quay trở lại làng nghề Tương Bình Hiệp, chúng ta lại đón nhận thêm một trong những sản phẩm rất độc đáo của địa phương, đó chính là đôi rồng được làm từ những chiếc lu. Thì những chiếc lu này cũng là những sản phẩm gốm có nguồn gốc từ Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương này. Thì đây cũng là nằm trong cái làng nghề gốm sứ nổi tiếng của vùng gốm sứ Lái Thiêu quý vị. Thì bây giờ quý vị thấy ha, đôi rồng rất là đẹp. Năm nay là năm Giáp Thìn, rồng là một sinh vật huyền thoại, cho nên là nếu mà sáng tạo về rồng thì có nhiều chất liệu khác nhau. Thì điều độc lạ ở đây chính là đôi rồng được làm từ sản phẩm thủ công truyền thống. Nó vừa mang ý nghĩa về mỹ thuật, vừa mang ý nghĩa về quảng bá thương hiệu cho làng nghề, cũng như là mang ý nghĩa là quảng bá cho những sản phẩm gốm của làng nghề Lái Thiêu quý vị. Thì đây là một trong những đôi rồng vừa to về kích thước, vừa đẹp về yếu tố mỹ thuật, vừa mang giá trị về truyền thống của địa phương quý vị. Thì rất là khâm phục những đôi tay tài ba, cũng như là những người đã lên ý tưởng để phát thảo nên đôi rồng độc đáo tại làng, tại phường Tương Bình Hiệp này. Xin gửi một lời tri ân đến tất cả những người đã tạo nên một đôi rồng này, cũng như là ban tổ chức, những người trong cơ quan đoàn thể của phường Tương Bình Hiệp đã góp phần cho năm mới 2024, một sản phẩm linh vật rồng độc đáo nhất của địa phương và quảng bá thương hiệu gốm của Bình Dương vang xa khắp cả nước quý vị. Dạ bác Tám, thí dụ từ ngày mà lên ý tưởng là tới giờ phút này là bao lâu rồi bác Tám? Nay cũng 5 tháng à. 5 tháng. Quay sao bác? Rồi về công tác mình chuẩn bị những cái lu đó là mình có như mình làm là mình làm trước là hay là cái lưu nguyên chất mình cái cắt ra bác Tám? Nguyên chất, còn cái di giải nó tất cả cái gì mình phải làm sau này mà làm nay cũng phải là trên 3 tháng á. Dạ. Trên 3 tháng. Chơi tạm vẽ hết nè. Có thiết kế hết chứ. Vậy giờ đây là đôi rồng độc nhất của Tương Bình Hiệp mình rồi. Cả Việt Nam luôn chưa có. Cả Việt Nam luôn chưa có. Rồng tái nhưng mà rồng bằng lưu chỉ có Việt Nam chỉ có mình có thôi. Tôi kỳ đăng ký khai giáng luôn chứ khai giáng cũng đâu ra lưu đâu. Ủa con thấy ngay chỗ ba thanh sắt ra là lúc đó là nó phun châu nhã ngọc là cái mình gắn gì lên bác? Bác Tám? Tiết lộ được bác Tám? Cái đó là ví dụ mình nó phun châu nhã ngọc nhưng mà cái thanh đó mình gắn gì lên? Cái đó là nghệ nhân nó tính nè. Nghệ nhân nó tính đó. Cái đó giữ tới giờ cuối. Bí mật tới giờ cuối như vậy là ai mà quan tâm đến cái đôi rồng mà độc lạ nhất Việt Nam thì phải chờ tới giờ cuối. Chờ tới ngày khai trương. Không vậy chứ nó lên cái lớp giải nữa là nhìn tiền giờ. Dạ. Vậy còn lớp vải nữa, rồi chân nữa. Chân nữa. Dạ. Vậy là còn mấy cái lu xanh xanh chắc là để bông hoa lên quá. Cái đó là dạng cho hoa. Dạ. Tiểu cảnh nó hoài. Còn ở dưới bụng của nó này kia nọ còn gốm. Dạ. Còn nhiều quá. Còn gốm nhiều. Dự kiến khoảng bao lâu là khai trương được bác Tám? Dạ. Ngày mai khánh thành. Ngày mai khánh thành mà bây giờ phải làm rút á. Bây giờ phải gấp rút rồi. Bắt đầu làm tiếp. Khoảng 80. Dạ. Cái gì ngày mai là ngày là ở đây là 10 năm lên phường. Dạ. Là ngày mai là cái kỷ niệm. Cũng như kỷ niệm 10 năm lên phường luôn. Của tôi là tới 25. Dạ. 25 Tết là bắt đầu là tới. Dạ. Là xong. Nhưng mà bây giờ rút quá nên làm mới có chưa được 5 ngày nay là sẽ là phải vỗ tổ của đại chúng mày. Vỗ tổ là chúng mày ngày mai nữa ha. Làng nghề nào cũng có tổ nghề ha. Còn ông này là tổ là cứ mỗi tuần ông cúng là cứ tuần cúng là. Lò gốm của bác Tám đại hưng nhưng mà mỗi năm vậy sản lượng ra khoảng vài trăm ngàn sản phẩm không bác? Đủ thứ nhỏ lớn thì có. Các cỡ cỡ vài trăm ngàn. Đủ thứ nhỏ lớn. Đi Bắc Nam luôn bác ha. Khắp nơi. Bắc Nam thôi. Vậy là lò gốm bác cũng đi rồi ngày vô luôn. Đây vô trong cái ngày này đó bác. Dạ. Con nhớ là cái làng nghề Lái Thiêu mình á, mà hồi nhỏ con nhớ cái sản phẩm là cái dĩa con gà đó. Nó mang tính chất là nó xưa, nó quen tới mức độ mà mình giờ mình nhìn là mình biết được cái gốm của Lái Thiêu. Với con nhớ là con gà với cái hoa cúc mà con nhớ hồi nhỏ lắm, bà nội con lại xài những cái lu màu vậy nè bác, nhưng mà cái lu cái miệng nó nhỏ hơn. Bà hai đựng rộng mấy con lươn, cá lóc đồ đó là chuyên về đó. Ở dưới Bến Tre còn là hoặc là ủ mắm. Chưa có sản phẩm nào mà như này. Đúng rồi. Cả nước Việt Nam mà cả thế giới cũng không có bằng cái lươn này. Dạ. Đây
Tại vì con nghe mà linh vật làm từ rồng mà làm từ lưu mà lại là nó nằm trong làng nghề của mình là thấy rất là ý nghĩa rồi. Đã là ý nghĩa. Vì ý nghĩa đó mà mới làm ăn rồng này. Dạ dạ. Tại vì mỗi làng nghề con đi rất là nhiều làng nghề mà mỗi làng nghề có một cái cách làm, nhưng mà sự hồi nào giờ con mới cảm nhận được là nghề này quá hay, quá, à. Quá độc. Đúng rồi, cái này làm qua. Dạ đúng rồi. Dạ. Bằng cả tâm huyết luôn chứ không phải là. Dạ. Tâm huyết của nghệ nhân, tâm huyết của địa phương và tâm huyết của chú Tám. Dạ. Ổng vậy chứ ổng cũng lăn lê bò lết qua đây. Dạ. Chứ giờ như ổng là mỗi lần là giờ là đang đấu á, đang đấu sai rồi đó. Dạ. Bây giờ thì tôi sẽ quay cận cảnh từng chi tiết của đôi rồng này, và quý vị lưu ý rằng đôi rồng này vẫn chưa hoàn thiện nha quý vị. Ở đây thì những người thợ vẫn đang miệt mài làm việc cho ngày mai để cho đôi rồng này được hoàn thiện, bởi vì còn chân, còn vảy của đôi rồng này nữa. Thì quý vị thấy đây là những sản phẩm từ lưu, những chiếc lưu của mình, và những người nghệ nhân đã lên một cái bản chi tiết, một bản thiết kế gồm là những chiếc lưu này sẽ kết hợp lại thành một cái thân uốn lượn của con rồng, cũng như là những chiếc chậu nhỏ xíu sẽ làm vải, làm râu, làm răng của rồng. Và có thể nói đây là một sản phẩm độc đáo nhất không chỉ ở Bình Dương mà độc đáo nhất ở của cả Việt Nam quý vị. Bởi vì mỗi năm thì sẽ có những linh vật xuất hiện, nhưng mà trong năm nay thì quý vị thấy hen, đây là đôi rồng được làm từ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hoàn toàn được làm bằng tay nha quý vị. Mình nhìn sản phẩm nó có thần thái quý vị, và khi mà hoàn thiện thì chắc chắn đây là một sản phẩm rất đẹp, nó mang ý nghĩa là làng nghề truyền thống luôn quý vị. Thì từ những sản phẩm truyền thống của làng nghề, các người nghệ nhân đã tạo nên một trong những cái tác phẩm nghệ thuật vừa mang ý nghĩa chào mừng năm mới, vừa kỷ niệm là 10 năm thành lập cái phường Tương Bình Hiệp này, cũng như là quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề đến từ phường Tương Bình Hiệp. Thì hứa hẹn trong một năm mới thì đôi rồng ở phường Tương Bình Hiệp sẽ làm cho địa phương này trở nên nổi tiếng không chỉ ở Bình Dương hay ở miền Nam này mà là sẽ cả nước quý vị. Thì thông qua video này, nếu như mà quý vị có muốn chiêm ngưỡng thì hãy đến trực tiếp với phường Tương Bình Hiệp. Trên Google Maps là đường đi về ủy ban phường Tương Bình Hiệp, thì trước khi vào ủy ban quý vị thì quý vị sẽ thấy đôi rồng đầu tiên. Rồi, đến đây thì thời lượng của video cũng tương đối dài. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị ở một cái câu chuyện tiếp theo.